Nàng đang nhìn Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy cũng đồng dạng đang nhìn nàng. Đối thủ mang tới mạnh mẽ lực lượng áp bách, khiến cho Nguyên Ân Huy Huy nội tâm chiếm ý cũng theo đó cấp tốc tăng lên. Hai con mắt của hắn bắt đầu trở lên trên một mảnh thương mang. Lúc trước tại đối mặt với Trường Viên Viên lúc đã từng thi triển ra Luân Hồi Chỉ Nhãn xuất hiện lần nữa, nhưng lần này Luân Hồi Chỉ Nhãn lại cũng không là chầm đối phương đối thủ, mà là nhắm vào chính mình trong Thanh Trường Cung. Màu băng lam nhiều mũi tên một tầng kỳ dị vầng sáng, làm cái kia vầng sáng xuất hiện ra thời điểm, đối diện Trần Vũ Trúc ánh mắt lần thứ nhất trở lên trên nghiêm túc. Tay phải vùng lên, giữa thân hồng liên lập tức tung bay ra chín cánh hoa, chín cánh hoa quay quay tại nàng xung quanh thân thể xoay quanh ra một tuần. Ông một tiếng dây cùng rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo băng hào quang màu xanh lam đã vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt đã đến trước người của nàng. Nhưng đúng lúc trước còn quay lại là tại Trần Vũ Trúc bên người xoay quanh chín màu đỏ thắm cánh hoa, như trước lại không biết lúc nào đã tại trước người của nàng xếp thành một hàng, chính diện ngăn trở cái kia mũi tên phía trước. Đằng trước ba cánh hoa cơ hồ là trong nháy mắt đó liền biến mất, ngay sau đó là đệ tứ, thứ năm, thứ sáu cánh hoa, thẳng đến lúc này cái kia băng hào quang màu xanh lam mới xem như yếu hóa ra mấy phần. Nhưng vào lúc này, cái kia màu băng lam mũi tên bên trên bạch quang lóe lên, một cỗ uy nghiêm khí tức tùy theo đó bắn ra. Cuối cùng ba mảnh màu đỏ thắm cánh hoa bỗng nhiên vỡ tan, cái kia màu băng lam mũi tên đã trong nháy mắt đó đến Trần Vũ Trúc trước người. Nguyên Ân Huy Huy xúc thế một tiễn cường hãn như vậy, khiến cho nội viện trong hàng đệ tử đã phát ra trận trận kinh hô. Nhưng cũng đúng lúc này, hai đạo tử sắc tia điện bỗng nhiên theo Trần Vũ Trúc hai con người bên trong bắn nhanh ra như điện, tập trung tại cái kia mũi tên phía trên. Lập tức thì mũi tên dừng lại, phía trên bạch quang bỗng nhiên nổ tung, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt liền bị màu tím nuốt mất. Cái viên kia bằng tiễn cũng theo đó lặng yên không một tiếng động hòa tan tại Trần Vũ Trúc trước mặt. Bên bờ là Miền Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn liền mắt liền nhìn ra Trần Vũ Trúc thi triển ra năng lực là cái gì. Tử cực ma đồng lại là đại thành tử cực ma đồng. Nguyên Ân Huy Huy vừa mới mũi tên kia không chỉ mạnh mẽ tại dùng tinh linh vượng trạng thái bắn ra thứ 8 hồn ký bằng linh hàn lễ, càng quan trọng hơn ẩn chứa trong đó Luân Hồi Chỉ Nhãn tinh thần lực lượng, đây mới là tinh khí thần chân chính hợp nhất, nhưng một tiễn này trở lên trên cường đại trước này chưa từng có. Mà Trần Vũ Trúc liền đá nương tựa theo tử cực ma đồng phá hết hắn Luân Hồi Chỉ Nhãn, đồng thời cũng chặn hắn cái này toàn lực ứng phó một tiễn. Nhưng cũng đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn đã xuất hiện. Nguyên Ân Huy Huy sau lưng bốn cánh đột nhiên nhiều ra một vệt màu xanh, trong tay tinh linh vương cùng rung động, tiếp theo một cái chớp mắt hắn vậy mà liền hóa thân thành một đạo thanh phong đến Trần Vũ Trúc trước mặt. Trong tay tinh linh vương cùng như là trường tiên cùng vùng ra quất hướng về Trần Vũ Trúc bả vai. Cận chiến, một tên võ hồn là cùng tiễn viễn trình hồn sư, vậy mà lại đột nhiên lựa chọn là cận chiến. Liên Trần Vũ Trúc chính mình cũng là lần đầu tiên thoát ra vẻ kinh ngạc, nàng cũng không biết rõ vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy lại đột nhiên lựa chọn chính mình cận chiến. Tay trái đánh ra, nghênh đón trưởng cống trên thân nóng sực hỏa diêm bắn ra, giữa chân hồng liên hồng quang lở rỗ, khiến cho chung quanh nhiệt độ cao trong nháy mắt đó đều trở lên trên sèn sẹt dâng lên. Nhưng Nguyên Ân Huy Huy trên thân lại xuất hiện ra một màn kỳ dị, trong tay của hắn trường cung đột nhiên biến thành màu băng lam, trên người nhị tự đấu khải cũng theo đó biến thành màu băng lam, cứ như vậy gánh vác nhiệt độ cao, tinh linh vương cung trùng kích tại trong Trần Vũ Trúc trên bàn tay. Phanh một tiếng vang trầm, Nguyên Ân Huy Huy bị đại lực đẩy ra, nhưng thân thể của hắn lại giống như thanh phong xoáy xuyên đến Trần Vũ Trúc mặt bên. Cùng với lúc đó, cái kia bị Trần Vũ Trúc đánh ra là tinh linh vương cùng bên trên, đột nhiên nổ tung số đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, khí lưu màu tím cuộn tất cả lên, cái kia rõ ràng là độc linh phệ hồn kịch độc, mãnh liệt nhất là quang minh cùng với lồ điện. Quang nguyên tố phá vỡ hỏa diễm, lôi nguyên tố trong nháy mắt chui vào, mang theo phòng nguyên tố cắt chém, đúng là tại mình bị đánh bay trình huống phía dưới, cũng làm cho Trần Vũ Trúc tay cầm run rẩy ra một cái, không thể không tay cầm thu hồi, như trên người của mình dâng trào mà ra nhiệt độ cao, hóa giải độc linh phệ hồn kịch độc để tránh bị xâm nhập trong cơ thể. Trần Vũ Trúc trong mắt kinh ngạc càng sâu, nàng lúc này đã hiểu rõ, Nguyên Ân Huy Huy lúc này thi triển ra năng lực, đúng là đem chính mình cùng tiễn các loại năng lượng kéo theo tại tự thân phía trên, thì tương đương với là biến thành từng cái tăng phúc, sau đó lại thông qua hắn tinh linh vương cùng thi triển đi xa, cố gắng thông qua khoảng cách gần tác chiến tìm cơ hội. Chẳng qua là, cái này sao có thể khiến cho hắn thành công đây? Giữa chân hồng liền bỗng nhiên phóng xuất ra một vòng hào quang màu đỏ ánh sáng, mạnh mẽ tràn ngập bảo tàng tính
chân hỏa năng lượng nguyên tố trong nháy mắt bắn ra, cố gắng đem Nguyên Ân Huy Huy đẩy ra, kháng cự hỏa hoán đệ nhị hồn kỹ. Nhưng cũng đúng lúc này, Nguyên Ân Huy Huy đã thi triển ra tất cả vốn liếng, hơi lắc người vậy mà biến thành một cái khác Trần Vũ Trúc, huyễn khắc năng lực lần nữa phát huy ra, làm cái kia kháng cự hỏa hoán đến trên người của hắn thời điểm. Hắn đúng là trong nháy mắt dung nhập vào trong hỏa vòng bên trong, phảng phất đã trở thành hỏa vòng một bộ phận. Ngay sau đó, hắn liền theo hỏa vòng nội bộ lộ ra, thân hình đại biến, thế mà lại biến thành lúc trước Trường Viễn Viễn tại trong Thiên Thần Hạ Phàm thời điểm đó bộ dáng, một đôi vạn liều chùy giơ lên, cuồng bạo chi chùy ngang tàng đập xuống. Cái này chính là huyễn chi tinh linh long làm khế ước của hắn đồng bạn về sau mang cho hắn cường đại nhất tăng lên. Trong quá trình chiến đấu, có thể lợi dụng chính mình số huyễn khắc qua đối thủ, phát động công kích. Hắn không có tần bảo tú loại kia thời gian dài biến ảo năng lực, như hắn huyễn khắc sau khi thành công, lại có thể có đối phương năng lực, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lại thường thường có thể đủ sử dụng ra nhất khắc chế đối thủ năng lực đi đến tiến hành chiến đấu. Trần Vũ Trung mạnh mẽ là không hề nghi ngờ, điểm này tại trong Nguyên Ân Huy Huy mới vừa rồi cùng nàng bắt đầu thời điểm đó chiến đấu liền đã cảm thấy, nghĩ đánh bại mạnh mẽ như thế một vị hỏa nguyên tố trưởng khống người, nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Mặc dù không phải tất cả, năng lực của hắn đều có thể huyễn khắc thành công, mà lại huyễn khắc về sau chỉ có thể ở trong vòng một khắc đồng hồ sử dụng, bằng không liền muốn một lần nữa huyễn khắc, mỗi một lần huyễn khắc đối với huyễn chi tinh linh long đều là cực lớn tiêu hao trong lòng một ngày, nhất là sử dụng 3 lần. Nguyên Ân Huy Huy đã không chút nào dò dựa đem đằng sau 2 lần huyễn khắc cùng được, vì chính là tranh thủ trong chớp nhoáng này cơ hội. Hừ, Trần Vũ Trung hử lạnh một tiếng, cuối cùng hai tay đều xuất hiện trên song trường đảo, đôi bàn tay đồng thời lạc ấn đang rơi xuống vạn lưu chỉ phía trên. Uỳnh một tiếng, cuồng bạo năng lực cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung. Nội viện trong hàng đệ tử vừa mới chiến bại Trường Viên Viên khóe miệng co giật, lẩm bẩm tự nhủ: tiểu tử này thật sự không biết mình nên chết như thế nào, cùng đại tỷ đầu dò lực lượng sao, ta cũng không dám đó, vô dũng. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Nguyên Ân Huy Huy bay ngược mà ra, toàn thân đều bốc lên trên kim sắc hỏa diễm, hung hăng nhập vào trong sa mặt nước bên trong. Trần Vũ Trúc dưới chân hồng liên trở lên trên càng ngày càng sáng chói dâng lên, một đôi trong mắt cũng biến thành càng phát sáng rực rỡ. Lúc trước và chạm xấu như chỉ là để cho nàng sau đầu tóc dài bè lên, mặt khác thì cũng không hề có sự khác biệt. Cuồng bạo chi trùy là như thế nào? Coi như là Trường Viên Viễn tại nơi này toàn lực công kích, nàng cũng đồng dạng có khả năng chọi cứng. Luận thực lực nàng cho tới bây giờ đều không có phục qua bất luận cái gì người, coi như là cái kia nàng đã từng ưa thích người cũng giống như vậy. Hồng liên mà nữ thực lực hiển thị ra, rõ ràng biểu hiện ra được vô cùng cường đại khủng bố uy năng, cực hạn chi hỏa vận dụng như vậy, tại trong thần cấp phía dưới toàn bộ đấu la liên bang cũng không người nào có thể đưa ra. Bên bờ, Đường Phụ Cách hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Làm Nguyên Ân Huy Huy bị oanh bày ra cái kia một cái chớp mắt, nàng vốn cho rằng Lam Hiền Vũ sẽ ngay đầu tiên ra tay, nhưng Lam Hiền Vũ cũng không có, vẫn như cũ đứng tại bên bờ, mà lại cũng giống như không có bất kỳ cái gì muốn ý xuất thủ. Phốc một tiếng nước chảy, Nguyên Ân Huy Huy toàn thân cháy đen theo hải thần hồ trong nước trôi xa, khí tức của hắn rõ ràng có một chút không ổn định, sau lưng bốn mảnh cánh đều có một chút khét lẹt dấu hiệu, rõ ràng khí tức giảm xuống rất nhiều. Liên tinh linh vương trạng thái liền đá bị vừa mới một kích kia mà giải trừ, cũng không là Nguyên Ân Huy Huy thực lực yếu, thật sự bởi vì đối thủ của hắn thực sự quá mạnh, thật sự chính là quá cường đại. Trần Vũ Trung trôi nổi tại giữa không trung, nhìn chăm chú miễn cưỡng tung bay ở trên mặt nước Nguyên Ân Huy Huy. Ngươi còn muốn tái chiến sao? Nguyên Ân Huy Huy lúc này thở sâu, ngẩng đầu nhìn bên trên không cái kia giống như một tòa tùy thời có thể dùng phun trào núi lửa Trần Vũ Trúc. Hai con người bên trong, tại bắn xả trước nay chưa từng có chấp nhất hào quang, trầm giọng nói: ta còn có khả năng. Nghe nói ra bốn chữ này, bên bờ Đường Phụ Cách lập tức liền nhíu mày. Nếu như đối với là Lưu Phóng, nàng không có chút nào kỳ quái, có thể đây là Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy cũng không là loại kia phong cách chiến đấu, biết rõ không địch lại, hắn vì cái gì còn muốn như vậy? Trần Vũ Trúc lông mày cau lại, dưới cái nhìn của nàng, cái này liền có một chút không biết tự lượng sức mình, kiến càng lấy cây. Càng nàng thừa nhận vị này liền đệ thiên phú là cực tốt, thực lực cũng không kém, tay hắn tuổi tác này thời điểm vô luận là chính mình hay là mặt khác nội viện đệ tử, khẳng định cũng không bằng hắn. Thế nhưng mà hắn dù sao mới vừa rồi vừa tiến vào trong phong hào đấu la cấp độ không lâu, một cái phong hào đấu la cùng với chính mình cái này cực hạn đấu la so sánh, thực lực tu vi đều là trời đất cách biệt.
Dưới loại tình huống này, hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu, ngoại trừ tự sức lấy nhục bên ngoài cũng không có cái ý nghĩa khác. Lại càng không cần phải nói nghĩ phải suy yếu chính mình, thân làm cực hạn đấu la chính mình, đệ nhị hồn hạch đã thành hình, chút tiêu hao này cơ hồ là hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Hắn là kẻ ngu sao, ta dẫn hắn đi trở về. Đường Phụ Canh cuối cùng nhịn không được, nói xong nàng liền muốn xông ra đi, lại bị La Miền Vũ kéo lại.